Xin chào tất cả các bạn nhé, đang quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hiện giờ thì mình đang đi vào trong Đán Dầu. Nay thì đi trên chiếc xe huyền thoại cùng anh Sáng. Đấy, đi vào Đán Dầu. Đán Dầu là cái núi xanh xanh kia. Đó, các bạn nhìn thấy cái núi xanh xanh kia chưa? Đúng tay mình chỉ đây. Đấy, thì vừa là trời mưa rất là to. Đấy, bây giờ nó lại bật nắng lên. Mấy ngày hôm nay thời tiết là loạn xì ngậu cả lên. Nên là hôm nay thì là mình mang đồ vào cho nhà em Kháo không nhớ rõ tên. Đấy là em mới được một cái bộ năng lượng này. Đấy, và một cái tét nước và một cái giá để đồ bằng inox. Đấy, và nồi niêu xoong chảo, bát đũa. Đấy, là đủ cả. Đấy là của gia đình nhà họ Võ ở bên Canada. Đấy, thì bây giờ thì mình đang đi vào để trao cái món quà đó. Trước còn đâu là bàn ghế và hai cái giường là hôm nào mình mua vào sau. Đấy, là tại vì lý do là nhà em đó là cái nền chưa xong. Bây giờ mình mang những cái vật dụng là cần thiết này vào trước thôi. Đấy, hôm nào thì cái mà làm xong cái nền nhà ấy, nó sạch sẽ rồi ấy, thì mình sẽ chở bàn ghế và hai cái giường vào cho nhà em ấy, để nhà em mới ngủ. Đấy, thế là bây giờ thì mình đang trên đường đi vào. Hôm nay là mưa, mình cũng sợ là đi xe máy là nó nguy hiểm, nên là đành đi ô tô này luôn. Là mình sẽ không lên được hẳn trên nhà mà sẽ trao được ở dưới này cái xong là ra thôi. Các bạn nhìn thấy đường là nó vẫn còn ướt đây này. Vừa nãy là mưa rất là to luôn đấy. Là mình nghĩ là mình không đi được cơ. Nhưng mà may quá trời nó lại nắng. Đấy. Con gì đấy? Nó xem nào. Non hay già? Già. Ui dồi. Con này non à? Hả? Bay à? Mới bắt được à? Hả? Ui dồi, có mẹ ỉa ra tay rồi. Ui giời ơi, chim mới chóc. Mỗi thằng con à? Ui giời ơi, chim mới chóc. Mấy con chim thằng này nhạy thật, vừa động vào cái ỉa ngay. Rồi. Đán Dầu à. Mây mù. À. Phải nói đây không? Hả? Em. Đấy, nhà xá rúa kìa. Đẹp chưa? Đấy. Có một mình em nó làm sao chở được. Đang cấy à? Cấy xong chưa? Xong rồi à? Ừ. Có mưa không? Trong ngày mưa không? Có mưa không? Trong ngày có mưa không? Quay xe đi để cho cái đồ này xuống. Ừ. Nhờ những ai? Ừ. À? Ui, áo mày ướt hết rồi, mồ hôi hay là mưa đấy, dính mưa đấy. Cái thằng ấy làm cái bếp. Thế à? Đấy, đây là giá nhá của gia đình nhà họ Võ. Đấy, còn cái tên của các bác ấy thì em đánh lên trên màn hình. Hình sau. Bây giờ nhà em khoán đã xuống đây nhận rồi. Đấy là còn giường và bàn ghế thì hôm nào vào nhà mới nhá. Xong cái nền ấy thì anh chở lên cho. Còn đây là bát đũa mới cả ấy ở đây này. Đó, còn đây là cái giá, còn đây là tét nước mới cả bộ năng lượng. Hạ xuống đi. Bộ năng lượng này. Đấy, đèn đây. Năng lượng đây. À đấy, đã tí. Ốc tiếp thứ mới cả ấy. Thank you.
đồ bát đũa nhá, hóa đơn đây, ghi của bác cái đây là 1.195.000 đấy. Còn cái téc này là có, cái téc này là có giá là 2.335.000 cộng thêm cái mấy cái cùi cùi kia nữa. Đấy là cái téc nước này. Còn chia là chảo với nồi em ơi, chảo với nồi. Đó. Chảo nồi xoong ở trong đấy. Cả bát inox ở trong đấy hết. Đó. Còn cái giá inox này là có trị giá là 600.000. Đấy. Bộ đèn năng lượng 800.000. Đấy. Mà hôm nay không biết là cái bạn mà bán đèn năng lượng cho mình là không biết là có nhận ra mình không. Hay là ông chủ đi vắng. Bây giờ buộc buộc lên cho ấy đi, nhưng mà cái giá này khả năng buộc được lên ấy này, lên trên này này. Còn téc nước này là em phải kê ấy vào. Kê ấy vào. Kê buộc cái giá vào thì mới chở được cái téc này. Đấy. Bàn ghế thì mấy cả giường thì anh mua vào sau. Để này có rơi không? Không, không rơi được. Để nó để còn cái giá cái lên. Hai xe chở hàng sang xe. Còn xe nào nữa không? Còn hai xe đi sau. Còn hai xe đi sau á? Anh xì bảo là đi ba xe. À. Đây nhá, cái cút ấy nước đây nhá. Cái đựng đựng nước đây này. Ờ. Cái này em phải bây giờ em phải lấy cái cây buộc ngang thì mới chở được cái này, buộc lên được. Kiểu này. Ánh sáng phải khéo, phải làm cho nó hai cái để hộ nó phát xong rồi mới đi. Một cái này buộc được á? Một cái là buộc được. Có khi hai cái. Buộc một cái chắc làm. Hai cái buộc dọc lên hay là buộc lên cái này? Buộc lên xe này. Hả? Xe ấy dạ. Đây thằng em ấy cái này cho cái này lên. Một cái để bụng xe này mới cả buộc cái giá lên. Cái chân như tháo rời ra được không anh? Không, để nguyên chi. Hả? Để lắp ốc hết rồi à? Vắt ốc này. Ui ồ, như này nó ngồi sao? Không chơi được rồi. Hả? Qua cái này cho lên trước. Chắc là không cầm cái này cho làm trước. À, đấy, được chưa? Ờ, đấy, mày để này, mày buộc đi được thì... Vì nó nhẹ không mà. Bây giờ hai ông giữ cho một ông dây chằng đi. Mới được. Đó. Cái này đi được. Ừ. Đâu sao bên kia, bên này dịch sang bên này. Bên này bên nằm bên kia. Ui. Đâu à? Nó lửa lửa này. Rồi đi nó thủng luôn. Chứ còn nó cái đi nó buồn người đi. Cái này làm sao mới thủng được? Mày cái này anh với cả anh Sáng mua cái loại dày, có phải mua cái loại vớ vẩn đâu. Mày hỏi anh Sáng cái nào? Đấy, có phải là loại 1,5 kia đâu. Cái này là hàng dày. Có phải là mua hàng mỏng vớ vẩn cho các em đâu mà. 10 năm bảo hành. Thế này. Dày như này mà làm sao mà thủng được, móp được. Ừ. Mày giữ đứng xe lên cho nó buộc. Chính ra là thằng em đấy, thằng Khoán phải ngồi lên xe trước ấy, xong rồi cho hai anh buộc ấy.
bên này phải rít một phát từ đây xuống này. Thế coi cái này. Nó để bụng xe. Sáu mươi W như cái bộ ở dưới kia, như bộ lắp ở dưới xã, dưới đường xã. Bộ này thì dùng ánh sáng là đỡ tiền điện. Đấy. Nếu dùng nguyên ánh sáng không thì đỡ phải điện, giảm được tiền điện. Được không? Hả? Ngồi gò gò tí. Đi từ từ thôi. Bát đũa nhá, bát đũa cẩn thận nhá. Cẩn thận đấy. Năng lượng đang viết là đèn đấy, biết lắp rồi gì đấy. Biết lắp chưa? Chưa lắp thì để mai ngày kia anh vào anh khắc bảo anh Hồng hoặc là xì xuống. Không tí nữa chiều xì về thì bảo xì nhá. Xì nó biết làm rồi mà. Ừ. Thế bao giờ đổ nền? Chắc là nó bảo thứ hai mà nó mới xuống chắc. Thế à? Đâu tốt à? Thế là hôm nào đổ nền thì vào nhà mới thì bảo anh nhá, để anh chở giường mấy cả ấy nốt vào cho nhá. Giường mấy bàn ghế vào cho. Chắc vào nhà mới thì chắc không vào. Không vào thì vào, không vào thì thôi. Thì cứ hôm nào vào ở thì gọi anh nhá. Thì vẫn phải vào ở chứ. Vào ở thì khác gì vào nhà mới. Em đi nhá. À đi đi. Rồi rồi, ok. Đi đi. Anh không lên được, hôm nay không lên được. Tay mày ngắn như anh Hồng, tay anh Hồng thì được. Đi sau nó nhá, đi sau, bảo này đi sau nó này. Không cua được à? Thế mới nguy hiểm như nhỉ? Tay lái này hay như nào? Tay lái không cua được. Anh sáng anh thử lôi cái này lại, vật lại tí nữa được không? Chào 3 lần rồi đấy. Có về được đán dầu không à? Anh kể đây. Chào nhé. Nào, về.